Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ dự báo tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Theo dự báo, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, mưa dông gia tăng ở miền Bắc, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, quý vị cũng nên lưu ý mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi mưa dông kéo dài ở Bắc Bộ thì ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Ngày mai khu vực được dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 45 đến 65%. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về thời tiết biển. Cơ quan khí tượng thủy văn đã phát đi cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên biển trong đêm nay và rạng sáng mai. Cụ thể, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên đêm nay vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong khi đó thì quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Các ngư dân cũng như là tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi sát sao để chủ động lịch trình, tránh gặp nguy hiểm. Thông tin về thời tiết biển đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!